Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại miền Bắc đã có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay khi gió trong đất liền đã mạnh lên mức cấp 3 đến cấp 4, thậm chí trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có nơi gió còn mạnh tới mức cấp 7. Điều đó cũng cho thấy đợt gió mùa đông Bắc lần này có cường độ khá mạnh, nên nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm nhanh so với 24 giờ trước đó. Hầu hết các nơi nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đều xuống dưới 20 độ, trời chuyển rét. Dự báo trong 3 ngày tới, sau khi nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa khô, Bắc Bộ thời tiết khô ráo, trời tiếp tục rét với nhiệt độ giảm thêm, thấp nhất tiếp tục hạ xuống mức từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi là từ 9 cho đến 11 độ, trời rét buốt trong thời điểm tối muộn về đêm và sáng. Nên quý vị và các bạn lưu ý mặc trang phục ấm áp hơn để bảo vệ tốt sức khỏe cho mình. Và ban ngày thì trời bắt đầu hửng nắng nhẹ, cùng nền nhiệt độ trưa chiều tăng lên, dao động trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ, nên sẽ có cảm giác ấm áp hơn một chút so với ban đêm. Đới gió đông bắc hoạt động mạnh trở lại, nên tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trời cũng chuyển nhiều mây và có mưa rào và dông. Đến ngày mai, mưa còn duy trì trên khu vực nhưng cường độ chưa lớn. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Trung Bộ dao động từ 18 đến 20 độ và không vượt quá mức 25 độ tại các tỉnh thành Trung Trung Bộ. Dự báo đến ngày 29 tháng 12, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông ở trên cao, nên ở khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa cả đợt ước tính từ 100 cho đến 300mm. Do đó, trên các sông từ Quảng Trị cho đến Khánh Hòa sẽ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 cho đến báo động 2. Riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, lũ lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Bên cạnh đó là nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2 đến cấp 3. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thời tiết vẫn khá ổn định trong khoảng 2 ngày tới. Vào ban ngày trời có nắng và ít mưa nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Riêng phía Bắc Tây Nguyên, các tỉnh như là Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trời có xu hướng chuyển nhiều mây hơn, mưa rào khả năng xuất hiện một vài nơi với lượng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại Tây Nguyên có xu hướng giảm xuống ở trong khoảng từ 26 đến 28 độ và các tỉnh thành Nam Bộ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Về đêm và sáng thì nhiệt độ cũng có xu hướng giảm, trời rét nhẹ tại vùng cao nguyên. Trong khi đó thì một vài tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước, Tây Ninh hay là Đồng Nai có thể giảm xuống dưới 22 độ trong thời điểm ban sớm nên cảm giác hơi se lạnh. Sau đó khoảng ngày 30 tháng 12, mưa dông có khả năng sẽ tăng trở lại tại phía đông của khu vực Tây Nguyên và vùng ven biển của Nam Bộ. Tuy nhiên nhận định mưa có lượng không nhiều và cũng chỉ xảy ra trong thời đoạn ngắn. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh và sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Như vậy là 3 ngày tới, Bắc Bộ trời khô ráo, rét sâu trong khoảng tối muộn đêm và sáng. Còn các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 29 tháng 12 năm 2016 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017, đề phòng lũ lên trên các sông suối. Bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 12 của Đài truyền kết số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!